Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ máy tính ha. Bộ máy tính bàn màn hình Asus nè, 18 inch rưỡi nha các bạn. Rất đẹp nha. Bàn phím Rainer. Thùng SD rất đẹp, chuột Logitech. Máy in nha các bạn. Máy in rất là đẹp. Anh này anh phiếu dành cho công ty này nha bạn, đẹp nha. Nếu nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Này là máy tính của công ty Thanh Lý nha bạn. Bộ này mình bán là giá đều thôi các bạn, main asset nha bạn, main asset giá 1,5 triệu nha bạn, trọn bộ nha, chuột bàn phím đầy đủ nha, tai nghe mình tặng các bạn cái bộ tai nghe nha các bạn, máy in này bán riêng nha các bạn. Anh này là in phiếu nha, mấy bạn nào cần ở công ty đồ có in mấy cái tem rồi đó, in tem á thì mới xài cái loại máy in này được nha bạn. Thường thì không có, mình không có gia đình mình không có xài cái máy in này được đâu các bạn. Thì máy tính này, máy này còn rất là mới nha bạn, công ty xài rất kỹ nha bạn. Còn rất là mới, màn hình mới tinh nha bạn, chuột bàn phím mới tinh ha, màn hình Asus 18 inch rưỡi nha bạn. Thì bạn nào có cần mua bàn thì mình sẽ bán luôn cái bàn này nha bạn. Cái bàn này là bàn sắt mặt gỗ nha bạn, bằng sắt mà chân bằng sắt ha, chân này thì bằng sắt của công ty hàng Thanh Lý nha bạn, bằng sắt mặt bàn bằng gỗ này rất là êm, để tay rất là êm nha. Thì cái bàn này mình để lại 300 ngàn thôi bạn, tốt lắm nha bạn, bàn này còn rất là tốt nha. Thì bộ máy tính với bộ bàn ghế nữa là mình bán giá khoảng khoảng 3 triệu các bạn. Đâu? Cái bộ bàn ghế bàn là 300. Chứ cái này là bộ máy tính này là mình bán 2 triệu rưỡi. Là coi như 2,8 triệu nha bạn, trọn bộ luôn, và ghế bàn máy tính tay phone đầy đủ nha bạn, 2 triệu, 2,8 triệu nha bạn, 2,5 triệu là bộ máy tính nha bạn, 300 ngàn là cái bộ bàn, là tổng cộng hết là 2,8 triệu nha bạn. Màn hình cây cấu hình máy là CPU Core i5 nha bạn, cái này là Core i5 RAM 4GB nha bạn, ổ cứng là 320GB các bạn, ổ cứng 320GB. Thì bộ này mình bán với giá là 2,8 triệu là đầy đủ nha bạn, có bàn nè, có bàn luôn, còn bạn nào không mua bàn thì 2,5 triệu bộ máy tính này nha bạn, 2,5 triệu bộ máy tính này. Bạn nào cần
có máy tính để xài gia đình thì cứ liên hệ mình ha. Tính còn rất là mới nha, có chỗ cắm thẻ nhớ này, các bạn cắm thẻ nhớ này. Máy này nó dạng như giống như máy bộ, nó xịn, rất là bền các bạn. Xài như máy bộ thì nó rất là bền nha. Nè, chỗ cắm USB. Máy in tem. In tem. Tem bảo hành. Thì cái máy in này nó còn bảo hành đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Tháng 12 năm 2018 hết bảo hành nè các bạn. Tháng 12 năm 2018 nha, hết bảo hành. Máy in tem hết bảo hành nè các bạn. In tem nha. Mới ha. Chọn bộ 2 triệu 8 nha bạn. Cái bàn là 300. Bộ máy tính là 2 triệu rưỡi nha bạn. Còn cái máy in thì cái máy in này thì mình bán giá rẻ thôi. Cái này thì nhu cầu gia đình là không có cần xài ha, chỉ cần chỉ có công ty thì mình xài thôi. Máy in này mình để giá 500 thôi các bạn. Hàng thanh lý mà. Giá rẻ bất ngờ luôn các bạn, giá rất là rẻ luôn nha. Rồi anh chị em bà con ai có nhu cầu về máy tính để bàn hay là mua cho mình một bộ máy tính để xài gia đình ha, thì bộ này rất là phù hợp ha. Quay chi tiết cho bạn coi. Cái máy in này mình bán giá chỉ có 500 ngàn thôi các bạn. Máy in xịn nha các bạn. Máy in tem nha. Thì mấy bạn nào mà mua luôn cái máy in này thì 2 triệu 8 cộng với 500 nữa thành 3 triệu 3 hết luôn nha các bạn. Tổng cộng luôn là 3 triệu 300 gồm máy in luôn nha các bạn. Rồi. Bàn ghế thì có 3 ngăn. 3 ngăn nữa. 3 ngăn ha. Có ổ khóa nữa ha. Có ổ khóa nữa nha. Giá rẻ nha các bạn. Giờ là 3 triệu kiếm một bộ máy vi tính là hơi khó nha bạn, đồ cũ mà còn chất lượng là hơi khó nha bạn. Thì đó mấy bạn nhìn cái độ mới của cái bộ máy tính này ha, còn rất là mới nha, chữ rồi còn rất là nhìn còn rất là rõ ha, ít chứng tỏ là ít xài ha bạn, số này xài rất ít nha. Màn hình là ít bụi ha, nên nhà lau chùi ha thường xuyên ha. Là ít xài ha, nên là cái độ
chất lượng của nó rất là cao nha các bạn. Rồi, bạn nào cần thì liên hệ với mình nha.